Lâm Tâm Như mới đây đăng loạt ảnh ở tiệc sinh nhật 47 tuổi tối 27 tháng 1. Cô không trang điểm, phối trang phục giản dị. Trang Sina nhận xét, diễn viên duy trì được ngoại hình tươi trẻ tự nhiên. Nhiều khán giả cũng cho biết thích sự mộc mạc của nữ diễn viên. Lâm Tâm Như cho biết, cô có chút giật mình, song không bận tâm nhiều về tuổi tác. Hoắc Kiến Hoa đã dày công tạo một số bất ngờ, làm cho cô ngạc nhiên và hạnh phúc. Sau kỳ nghỉ Tết bên gia đình, nữ diễn viên trở lại với các dự án mới. Sắp tới, cô quảng bá cho phim Tội phạm mô phỏng phát trên Netflix. Những năm gần đây thì người đẹp chủ yếu là đóng phim ở Đài Loan, không tham gia dự án ở Trung Quốc đại lục vì cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho người thân. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã kết hôn được 7 năm, con gái lên 6 tuổi. Đôi vợ chồng nhiều lần vướng tin đồn hôn nhân trục trặc. Tuy nhiên cho biết cũng không quá quan tâm. Hai người vừa là bạn đời, vừa là bạn bè của nhau. Sao nữ của phim Hoàng Châu Cách Cách rất chú trọng đến việc rèn luyện sức khỏe và làm đẹp. Cô chăm chỉ tập gym, yoga để giữ dáng.